Ở cái phần này có video đó, Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn những cái cập nhật mới nhất liên quan đến cái vụ của Grayscale, Genesis và DCG. Thì nhiều bạn rất là quan tâm đến cái sự kiện này tại vì Grayscale đó lưu trữ tới 3% của tất cả Bitcoin lận. Nhiều bạn thì rất là quan tâm và chúng ta đã có những thông tin mới hơn rồi các bạn. Thì để Thuận chia sẻ những gì mà Thuận biết. Rồi sau đó đó chúng ta sẽ nói tới một điều đó chính là con đường nào để dẫn chúng ta đến đây. Tại sao chúng ta lại ra cái nông nổi này ở trong thị trường crypto như vậy. Và chúng ta có rất nhiều những cái sự kiện đã xảy ra trong vòng mấy tháng qua liên quan tới Luna, Celsius liên quan tới BlockFi vân vân. Và tôi muốn sâu chuỗi lại tất cả những cái sự kiện đó và cái sự quan hệ là như thế nào và tại sao bây giờ đó chúng ta thường hay nghe nói tới hiệu ứng domino hay là ở trên mạng đó chúng ta thường thấy bên tiếng Anh hay để là contention. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn có thể nhìn rõ hơn toàn cảnh hiện bây giờ là như thế nào và những mối quan hệ đó ra sao. Nhưng mà trước hết á, để Thuận chia sẻ với các bạn những thông tin mới nhất liên quan tới DCG Tại vì trong vòng 2 ngày qua đó chúng ta có nhiều thông tin mới hơn Nhưng mà trước hết thì Thuận tóm tắt lại Để những bạn nào mà không theo dõi cái điều kiện này đó có thể hình dung được là những gì đang xảy ra đối với lại công ty DCG Thì đầu tiên hết các bạn nên biết là công ty DCG này đó là công ty rất là lớn trong thị trường crypto Đây là công ty đó chủ sở hữu của công ty Genesis công ty CoinDesk cái trang web mà các bạn thường hay lên để mà xem thông tin đó công ty Grayscale có cái quỹ đầu tư nổi tiếng GBDC chúng ta thường hay nói tới đó chúng ta cũng thấy được là đây cũng là chủ sở hữu của công ty Foundry đây là cái công ty đào BTC và nhiều những công ty khác nữa thì chúng ta thấy được là tuần vừa rồi đó thì Genesis Landing là bộ phận landing của công ty Genesis thuộc chủ sở hữu của DCG đó họ đã ngưng withdraw rồi và sau đó đó thì sàn Gemini có một cái sản phẩm gọi là sản phẩm Earn Đây là sản phẩm mà dùng dịch vụ của Genesis Cho nên khi mà Genesis ngưng withdraw đó Thì Gemini đó cũng ngưng withdraw cho sản phẩm Earn của mình Gemini đó thì vẫn hoạt động nha các bạn, các bạn vẫn rút tiền được Ngoại trừ là các bạn có sản phẩm Earn như là các bạn gửi tiền vào để mà lấy lại đó Thì cái số tiền đó bây giờ là không rút ra được Tại vì đó là thông qua công ty Genesis thì tuần rồi đó, công ty DCG nói là họ Hụt 1 tỷ đô la công ty mẹ của công ty Genesis các bạn. Nhưng mà sau đó họ nói họ cần 500 triệu cũng được, không cần 1 tỷ đâu. Rồi chúng ta cũng nghe thông tin á, là công ty Genesis và DCG cũng đã nói chuyện với lại sàn Binance. Và CZ nói đó là không có hứng thú. Tức là chúng ta cũng có nhiều à, cái nghi vấn tại sao mà CZ lại không có hứng thú. Trong khi các bạn thấy được là nếu như mà chỉ cần có 500 triệu thôi. Thì CZ có thể là đưa ra chứ. Tại vì chúng ta thấy được là CZ à, ủng hộ Elon Musk á, thì đã dùng 500 triệu để mà ủng hộ để mà mua công ty Twitter rồi Trong khi mà công ty Genesis này chỉ cần 500 triệu thôi thì tại sao lại không có đưa Thì những nghi vấn đó là có thể là cái lỗ hổng nó không phải là 500 triệu đâu Lỗ hổng có thể là lớn hơn rất là nhiều thì chúng ta đã cuối cùng đã biết thêm thông tin đó chính là công ty DCG ngày hôm qua đó họ đã nói là họ cần tới 2 tỷ lên các bạn không phải là 500 triệu đâu mới đầu họ nói là 1 tỷ rồi họ nói 500 triệu bây giờ họ nói là họ cần tới 2 tỷ cho nên các bạn thấy được là nhiều cái sự nghi vấn ở đây là có thật sự là 2 tỷ không hay là còn nhiều hơn con số đó nhưng mà bây giờ đó là CEO của DCG là Bear Silver cũng là một tỷ phú đó các bạn Bear Silver là có cái tổng tài sản lên tới 2 tỷ đô la thì nói là bây giờ đó có một cái lỗ hỏng cho DCG họ cần tới 2 tỷ đô la và thêm vào đó đó chúng ta thấy được là cái mối quan hệ giữa công ty mẹ là công ty DCG với lại cái công ty con là công ty Genesis đó, nó khá là phức tạp các bạn tại vì chúng ta có thể thấy được là công ty mẹ DCG lại vay mượn 575 triệu từ công ty Genesis trong khi Genesis là công ty con thì giống như là tiền từ túi này qua túi kia gì đó các bạn và thêm vào đó đó công ty DCG nói là họ đã đứng ra để mà gánh cái khoản nợ 1,1 tỷ đô la cho Genesis tại vì cái sự sụp đổ của 3AC thì đây là cái mối quan hệ các bạn thì được là cuối cùng cũng liên quan tới 3AC, 3L Capital Họ nợ với công ty khác là 350 triệu Thì đây là khoản nợ của họ Các bạn cộng lại ba cái này đó 575 triệu là DCG mượn của Genesis rồi sau đó họ đứng ra gánh nợ là 1,1 tỷ rồi họ nợ những, những công ty khác đó là 350 triệu thì khi mà cộng lại hết đó, là họ nợ tổng cộng là 2 tỷ đô la đó các bạn và bây giờ đó thì Barry Shubert CEO của DCG nói là vẫn đang đi tìm nơi để mà vay Barry Shubert nói đó là năm nay ước tính là tổng công ty DCG đó có nghĩa là cộng luôn Grayscale, Coindesk, Genesis, Foundry, USA tất cả những công ty thì có thể kiếm được khoảng chừng là 800 triệu đô la cho năm nay nhưng mà cũng có rất nhiều nghi vấn về con số này các bạn tại vì nếu chúng ta nhìn vào thống kê mới nhất được chia sẻ bởi Bloomberg đó, thì ước tính năm nay các bạn thấy được làm có công ty mà kiếm được nhiều tiền nhất cho công ty DCG đó chính là công ty Rayscale công ty Rayscale đó có nhiều quỹ đầu tư như là các bạn thấy được quỹ đầu tư BTC, Ethereum, ETC, Zcash vân vân thì các bạn thấy được là phần lớn đó là chúng ta thấy được là cái quỹ đầu tư GBTC là kiếm được nhiều tiền nhất sau đó là Ethereum nhưng mà tổng cộng đó, ước tính Bloomberg đó, thì công ty Rayscale năm nay kiếm được khoảng chừng là 317 triệu mà thôi thì chúng ta thấy được đây là cái công ty mà kiếm được nhiều tiền nhất cho công ty DCG chỉ được có 317 triệu mà thôi trong khi mà những công ty khác đó có thể kiếm được cái số tiền ít hơn rất là nhiều cho nên khi mà Beresheba nói đó là tổng thu nhập năm nay có thể lên tới 800 triệu thì con số này đã nhiều người cho là có thể quá cao các bạn tại vì 800 triệu trong khi mà cái công ty kiếm được nhiều tiền nhất chỉ kiếm được có 317 triệu mà thôi hay là dưới phần nửa con số 800 triệu này những công ty còn lại có thật sự là kiếm được 500 mấy triệu như là Bell Shiba nói hay là không đó là một nghi vấn hiện tại và nhiều người đó thì nói là nếu như mà công ty có thể kiếm được 800 triệu mà chỉ đi vay có 2 tỷ mà thôi có nghĩa là khoảng chừng gấp 3 con số đó thì không phải là chuyện khó đâu nếu công ty thật sự là kiếm được 800 triệu tại vì 2 năm thu nhập thôi là 1,6 tỷ rồi các bạn mà chỉ đi vay mượn có 2 tỷ thôi thì không có phải nào mà khó gì được có thể là cái lỗ hỏng đó hơn 2 tỷ hoặc là công ty thực sự là không kiếm được 800 triệu năm nay con số nó nhỏ hơn rất là nhiều đó là những nghi vấn hiện tại cho nên bây giờ đó chúng ta thấy được là công ty của Bell Shilbert, công ty DCG này vẫn chưa có kiếm được cái số lượng tiền mà họ cần thiết là 2 tỷ đô la này đó là cái thông tin mới nhất thì có rất nhiều sự lo lắng bây giờ đó nếu như mà không có kiếm được cái số tiền cần thiết đó thì như thế nào tại vì rất nhiều bạn lo lắng vì một lý do duy nhất đó chính là công ty Grayscale và các bạn biết là Grayscale đó là lưu trữ rất nhiều BTC, Ethereum và nhiều đồng khác nhưng mà chỉ tính riêng Bitcoin thôi đó thì Grayscale lưu trữ là hơn 600.000 Bitcoin đó các bạn Grayscale đó lưu trữ cái số lượng là tương đương khoảng chừng là 3% phần trăm của tất cả Bitcoin trên thị trường Nếu như mà công ty mẹ ra là công ty DGG phá sản Thì cái số lượng đồng này tính như thế nào Nhiều người rất là lo lắng cái tề vài ngày là cái số lượng này sẽ được đâm lên trên thị trường Và các bạn có nghĩ đi con số lớn như vậy đó, thì giá cả sẽ ra sao Đó là cái sự lo ngại mà chúng ta cũng đã biết trong vòng mấy ngày qua Nhưng mà chúng ta đã biết thêm những thông tin Bây giờ đó nếu như mà Bear Schubert không thể mượn được 2 tỷ đô la đó thì bước kế tiếp như thế nào có phải là họ sẽ phá sản hay không thì chúng ta thấy được đó là ngoại trừ là những cái công ty chúng ta vừa nói tới đó thì công ty DCG cũng là một công ty mà đầu tư vào rất nhiều những cái dự án cũng như là sở hữu nhiều công ty nhỏ khác và các bạn nhìn thấy đây là cái thống kê sơ bộ của những công ty và những cái giao thức liên quan tới công ty DCG này lựa chọn đầu tiên của họ đó là nếu như mà không vay mượn được không ai cho vay đó thì họ phải bán tài sản đương nhiên đó sẽ liên quan đến những đồng nào mà họ đang lưu trữ hiện tại họ sẽ bán để mà lấy tiền hay là họ sẽ bán cổ phần hay là thậm chí là cả công ty luôn giống như chúng ta nói tới là họ có thể là bán công ty Uh, Genesis cho một ai đó bán công ty Coindesk cho một ai đó bán công ty đào Foundry USA cho một ai đó nếu như mà không có vấn đề gì đó họ sẽ không có đụng đến công ty Grayscale đâu các bạn thì đó là cái cách đầu tiên họ có thể bán tài sản bán cổ phần bán những công ty con để có thể là kiếm được 2 tỷ đô la đó như thường vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà nếu như mà bán tất cả những đồng trong tay bán những công ty con như là Coindesk Foundry Luno thì vẫn không đủ đó thì tính như thế nào? thì các bạn thấy được là nếu như vẫn không đủ đó thì điều chúng ta nên hiểu đây là công ty DCG đó vẫn có 469 triệu cổ phần trong RayScale, có nghĩa là bản thân công ty mẹ DCG đó đang sở hữu là 469 triệu trong RayScale. nhưng mà làm sao để mà lấy được? tại vì các bạn nên biết đó là RayScale là một quỹ đầu tư gọi là trust ở Hoa Kỳ. cái cách hoạt động của RayScale nó rất là đặc biệt. Các bạn nên biết là hiện bây giờ đó, ở trên thị trường chứng khoán chúng ta vẫn chưa có một cái Bitcoin ETF Spot Có nghĩa là một cái quỹ đầu tư Bitcoin mà thật sự của Bitcoin hỗ trợ Chúng ta thì có quỹ ETF Bitcoin Futures mà thôi nó không có giống đâu các bạn Cho nên cái quỹ TraceScale mới được tạo ra cách đây vài năm Các bạn thấy được là quỹ TraceScale này đã hoạt động như thế này các bạn là một người đó mà các bạn muốn tiếp cận với lại Bitcoin nhưng mà các bạn không muốn tự lưu trữ Bitcoin của mình Các bạn cũng không quan tâm đến crypto, các bạn chỉ muốn tiếp cận được ở trên thị trường chứng khoán mà thôi Thì các bạn làm gì? Các bạn có hai cách Thứ nhất đó là các bạn có thể dùng tiền của mình gửi vào công ty Grayscale Rồi họ lấy tiền các bạn để mà mua Bitcoin Rồi sau đó đó họ sẽ đưa các bạn cổ phần tương ứng với lại cái số lượng Bitcoin các bạn có trong tay rồi sau đó đó chúng ta có thể thấy được là cái cổ phần đó sẽ được mua bán trên sàn chứng khoán như là những cổ phần bình thường. Đó là cái cổ phần GBTC hay là các bạn có Bitcoin thì các bạn có thể gửi vào Trayscale, rồi Trayscale cũng sẽ đưa các bạn cổ phần để các bạn đem lên sàn chứng khoán để mà mua bán. thì tại sao người ta lại thông qua Trayscale như vậy? Tại vì á những năm như là năm 2017 cho đến năm 2021 đấy các bạn, những năm đó đó là rất nhiều những quỹ đầu tư ở trên thị trường đó họ một đó là không thể đầu tư trực tiếp vào trong BTC giống như là những quỹ đầu tư mà họ đầu tư tiền dùng cho khách hàng đó, thì họ không thể nào tự lưu trữ bitcoin được các bạn. Cho nên họ cần phải có một cái sản phẩm nào đó có liên quan tới lại giá cả của BTC để họ đầu tư vào nếu như họ muốn tiếp cận với lại thị trường này. Giống như chúng ta thấy được những quỹ đầu tư như là ARK Investor thường hay mua cổ phần của GBTC và cái nhu cầu đó đó ở trên thị trường chứng khoán rất là cao trong vòng mấy năm qua. Cho nên chỉ cần là các bạn gửi Bitcoin vào trong Grayscale lấy cổ phần đó chờ vài tháng thường nhớ là 6 tháng đó thì 6 tháng sau unlock các bạn có thể là bán cái cổ phần GBDC của mình với cái giá còn cao hơn là cái giá Bitcoin nữa thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn có thể lời ngay lập tức luôn các bạn đã nhớ đó là những năm như 2018, 19 thì cái phần trăm lời là 40% Các bạn có thể lấy Bitcoin của mình gửi vào trong Rayscale Rồi các bạn có thể là xoay qua bán cổ phần đó Với cái mức là tăng lên tới 40% Rồi sau đó người ta đã lấy cái số tiền đó người ta đi mua bitcoin nữa, người ta gửi ở trong Grayscale nữa, cho nên Grayscale càng ngày càng có nhiều bitcoin là gì đó các bạn, à, tại vì lúc đó cái nhu cầu quá trời cao luôn, tại vì người ta cần phải tiếp cận được với lại BTC nhưng mà không thể tự lưu trữ bitcoin được, tại vì luật của Hoa Kỳ cho những quỹ đầu tư đó. Như bạn sẽ nói được là tại sao những công ty như là công ty của Elon Musk, công ty Tesla có thể tự lưu trữ bitcoin, cái sự khác biệt ở đây đó là tiền của công ty hay là tiền của người dùng. Nếu như mà một cái quỹ đầu tư mà dùng tiền người dùng nó sẽ không thể được lưu trữ BTC trực tiếp theo luật hiện bây giờ. Đó là sự khác biệt ở đây Cho nên các bạn thấy được là người ta thông qua GBTC Nó lại nổi tiếng như vậy và càng ngày càng có nhiều Bitcoin Tại vì Bitcoin gửi vào lấy cổ phần đó đem bán có lời Sau đó mua thêm Bitcoin gửi vào lấy cổ phần đó bán có lời Nó cứ xoay dòng như vậy đó Khiến cho rất nhiều người kiếm được rất là nhiều tiền Nhưng mà đây là con dao hai lưỡi các bạn Tại vì sao? Tại vì khi mà cổ phần GBTC bán có giá đó tại vì nhu cầu cao nhưng mà khi mà nhu cầu giảm xuống đó thì cái cổ phần GBTC lại không có đáng giá bằng BTC các bạn, tại vì người ta nghĩ đơn giản thôi, tại vì cổ phần GBTC đó nó không phải là Bitcoin. Cái số lượng Bitcoin gửi vào trong Rayscale đó thì về mặt pháp lý là bị lóc lại, không thể rút ra được các bạn. Các bạn chỉ có thể mua bán cổ phần GBTC mà thôi. Nó không có tương tự như là BTC cho nên nhiều người đó khi mà cái nhu cầu giảm xuống thì cái giá GBTC nó lại giảm xuống, tại vì người ta nghĩ là giữ Bitcoin đó tốt hơn là giữ GBTC khi mà tình hình không có tốt tại vì ít ra đấu bitcoin đó các bạn có thể là di chuyển được các bạn có thể là bán được nó không giống như là gbtc bị hạn chế đủ thứ và khi mà giá đi xuống đó các bạn hiểu khi mà giá btc đi xuống thì nhiều nhà đầu tư họ lưu trữ số lượng lớn gbtc ra họ lo lắng và họ muốn thoát hàng cho nên họ đã đâm cái số lượng GBTC rất là nhiều dẫn đến là cái giá GBTC bây giờ đó là đang âm 40% so với giá của BTC. Điều này rất quan trọng nha các bạn, có nghĩa là cái giá cổ phần của GBTC đó là dưới giá của BTC 40% lận Đó là cái tình hình hiện bây giờ Các bạn thấy được đây lý do tại sao mà ARK Invest vẫn tiếp tục thu mua GBTC Tại vì ARK Invest có lòng tin là công ty Grayscale sẽ qua được cái thời điểm này Cái nhu cầu để có được GBTC lại sẽ tăng trở lại sau này Và khi mà trở lại một một với lại BTC đó Thì lúc đó cổ phần này đã có thể kiếm được nhiều lợi nhuận cho ARK Invest rồi nhưng mà bây giờ đó thì cổ phần chỉ đáng giá có 60% của số lượng Bitcoin đang được gửi vào trong cái quỹ này mà thôi Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó các bạn nên biết Rayscale là con gà đã trứng cho DCG Cho nên họ không có dễ gì đụng tới đâu các bạn Tuy là cái số lượng Bitcoin đó đó người gửi vào không rút ra được Chỉ có thể được mua bán GBTC thôi Nhưng mà quỹ Rayscale này đó thì họ đương nhiên là bảo quản cái số lượng này Họ sẽ lấy một cái phần phí À, để cho vận hành quỹ này và cái phần phí đó đó rất là kiếm được nhiều tiền các bạn cho nên các bạn có thể thấy được là Rayscale có thể kiếm được tới 317 triệu đô la chỉ quản lý quỹ này mà thôi các bạn đây là một trong những con gà đại trứng của công ty DCG cho nên họ sẽ không dễ dàng đụng tới đâu các bạn cho nên đây là cái điều là rất khó khăn bây giờ của Bear Silver các bạn CEO của DCG tại vì đó, trong cái quỹ DrayScale thì có một số tiền trong đó nếu lấy số tiền đó ra đó thì có thể là giải quyết được rất nhiều vấn đề nhưng mà cũng đồng nghĩa là lấy số tiền đó ra đó thì DrayScale đã mất đi con gà đại trứng rồi tại vì theo pháp lý đó thì DrayScale không thể rút số tiền đó ra được cho đến khi nào một trong hai cái thứ nhất là bán công ty DrayScale cho một công ty khác như là Fidelity đó rồi họ sẽ tiếp tục kinh doanh cái quỹ này thì coi như cũng xong luôn các bạn có nghĩa là họ đã bán con gà đại trứng này cho người khác rồi thứ hai là họ khai phá sản thì khai phá sản đó thì lúc đó cái tài sản trong tray scale đó theo pháp lý thì có thể là được mở ra và bán để mà có tiền trả lại cho những cái chủ nợ nhưng mà cũng coi như xong luôn các bạn cho nên các bạn thấy được là dcg đang nằm ở trong một cái thế rất là khó để mà xử lý có tiền chứ không phải là không có nhưng mà không lấy ra được cho nên tình hình của dcg đó, nó rất là khác so với những cái công ty mà chúng ta thường nói đến như là FTX, như là Celsius, như là Voyager Sự khác biệt ở đây đó là DCG là một công ty mà họ có nhiều tài sản Chỉ là những tài sản của họ đó một phần rất lớn là không thể lấy ra được theo pháp lý các bạn Ngoại trừ là họ khai phá sản mà thôi Cho nên không phải là họ không có số tiền đó Nhưng mà cái số đó đã bị lock lại rồi Đó là cái sự hiểu biết của Thuận Hiện bây giờ liên quan tới DCG cho nên khi mà mọi người hiểu hơn về tình hình của DCG đó thì cái sự lo lắng liên quan đến cái số lượng Grayscale bán Bitcoin này đó nó khả năng đó không phải là không có nhưng mà khả năng đó nó đã thấp hơn nhiều rồi nhưng mà có một cái nguy hiểm mà ai cũng đang lo sợ đó chính là Coinbase có thật sự có số tiền này của quỹ GBTC hay là không tại vì cái số lượng Bitcoin đó là được lưu trữ bởi công ty Coinbase Custody và nếu như trở lại một năm trước đây đó trước khi có những cái sự kiện như là Luna, Celsius, Voyager vân vân mà các bạn hỏi nhiều người đó là có tin Coinbase hay là không thì thường nghĩ là phần lớn người nói là tin nhưng mà sau nhiều sự kiện đó đó nhiều người lòng tin đã bị lung lay rồi cho nên đó là cái sự lo lắng tôi nhiều rồi đó các bạn liên quan tới Coinbase có thật sự còn số lượng Bitcoin này hay là không và thứ nhì nữa là cái số lượng Bitcoin này có được bán tháo bởi Grayscale hay không bây giờ ta đã hiểu hơn rồi theo mà pháp lý đó thì rất là khó ngoại trừ là công ty DCG Khai phá sản hay là phải bán công ty Grayscale này cho một công ty khác. Nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa là công ty DCG sẽ mất đi con gà đã trứng. Tại vì đây là một con gà cứ đẻ trứng liên tục hoài. Đây là một quỹ đầu tư mà họ có thể là rút tiền từ quỹ đó. Dùng để mà tiếp tục kinh doanh. Tại vì đó là một cái phí vận hành quỹ. Và đây đó cũng là lý do tại sao mà Beresilvester đang cố gắng để mà đi vay mượn. Và các bạn có biết là tại sao Grayscale đó lúc nào cũng thúc đẩy cái spot ETF hết. Tại vì khi mà cái quỹ Grayscale này đó chuyển thành Bitcoin Spot ETF thì lúc đó nó có thể lấy Bitcoin ra được tại vì thật sự trong vòng nhiều tháng qua đó là họ đang cần một số lượng tiền mà bị lock qua trong một quỹ Trayscale này đó cũng là lý do tại sao mà họ rất là cọc khi mà SEC không cho quỹ đầu tư Bitcoin ETF của họ thông qua tại vì họ cần số tiền đó cho nên họ mới đi kiện SEC đó các bạn chúng ta bây giờ đã hiểu hơn nhiều rồi thì đây là những thông tin mới nhất liên quan tới sự kiện của DCG các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới khi mà có thêm thông tin thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got